Tập 1. Năm 338 trước Công nguyên, Tần Hiếu Công qua đời. Thái tử Tứ Tần Huệ Chân Dương kế vị. Thái tử Phó Doanh Kiền cùng những người khác tố cáo Thương Ương có ý mưu phản. Tần Huệ Chân Dương hạ lệnh bắt giữ Thương Ương. Ông chủ, ông chủ. À, tới ngay, tới ngay. Dạ, ông chủ, chào. Chúng tôi trên đường từ Tần Quốc tới Ngụy Quốc tới đây thực sự không đi nổi. Có thể dừng chân ở đây một đêm không? Có giấy thông hành lưu trú không vậy? Giấy thông hành? Chính là giấy lưu trú mà quan gia cấp đó. À, chúng tôi gấp gáp vội vàng cho nên quên cái đó rồi. Ông chủ à, ngài cho chúng tôi trú là một đêm đi. Không phải tôi không muốn cho các người ở lại. Nếu là trước đây á thì chắc chắn cho các người ở rồi. Nhưng mà hiện nay đang thi hành luật thương quân đó. Tôi cho các người ở lại đây, lỡ mà xảy ra chuyện gì vậy thì tôi bị giả lây rồi. Mạng của già trẻ trong nhà khó giữ, khó xử dữ lắm. Lão trưởng, đây là thù lao, chỉ cần cù chịu cho chúng tôi tá túc. Không được, không được, không được. Mong lão trưởng hãy mở rộng giúp đỡ không được, cho. Không được, không được. Thật sự không phải tôi không muốn giúp đỡ. Chỉ là liên lụy của lực thương quân này thật sự rất đáng sợ. Thật đúng là bụng làm dạ chịu. Nếu đã như vậy, chúng tôi xin cáo từ. Khách quan à, ông cô đừng có hận tôi. Nếu ông muốn hận á, hãy hận thương quân đây. Tôi sẽ không hận ông, cũng không hận thương quân. Bởi vì tôi chính là thương quân. Ta kia, đuổi theo mau. Chờ. Bắt lấy Thương Ương. Chờ. Ai bắt được Thương Ương sẽ thưởng Ngũ Đại Phu. Thương Ương vệ nhân, con người tàn bạo, coi thường lễ nghĩa giáo huấn, tội danh vô kể, không theo gương người xưa, làm điều bại hoại, tham lam vô độ, tâm ý mưu phản, tội không thể dung tha, xử ngũ mã phản thi, tru di cửu tộc. Thương Ương, năm xưa ngươi hại lão thái phó ta, có từng nghĩ tới ngày này hay không? Nếu nghĩ tới ngày này, vậy thì năm đó đã xử phạt đương tay quá rồi. Một ông lão ở biên giới vẫn chấp hành luật pháp của Thương Ương ta. Thương Ương dù chết, luật pháp bất di, còn gì để nuối tiếc? Chỉ tiếc Thương Ương ta không thể tận mắt nhìn Đại Tần thống nhất thiên hạ, thành nghiệp đế vương rồi. Anh hơn năm 338 trước Công nguyên, ở Quan Tinh Đài của Sở Quy Dương. Thương Ương của biến lực Tần Quốc đã bị Tần quân đoạt mạng rồi. Ai cũng nói hắn chết bởi luật của hắn. Thật đáng tiếc. Đại Dương,
luật pháp của Thương Ương được Tần Thiên Dương hiếu công trọng dụng, tôn tước tất thưởng, có tội tất phạt, binh động mà đất rộng, binh tĩnh mà phú quý, tạo quy với các chư hầu. Đại sở ta muốn tranh hùng với các nước, sao lại không noi theo chứ? Luật pháp Thương Ương bỏ đạo lý để dùng quyền lực, khiến cho trên dưới Tần quốc lên tiếng oán than. Đại Dương tuyệt đối phải cẩn trọng. Đã tới rồi. Tới rồi. Tới rồi. Đại sử lệnh, ta có chuyện cần phải bẩm báo với đại vương ngay. Đại sử lệnh, mời theo tôi vào trong. Đại vương, đại vương, đại vương, thật thần đã thấy rồi. Ngươi đã thấy cái gì? Thần nhìn thấy Bá Tinh rồi. Bá Tinh xuất thế, tứ phụ có biến, lục giác loạn, thay đổi chủ xã tắc. Đây là trời giúp chấn hưng đại sở ta, đại dương à. Ngươi nói rõ với Quả Dương đi. Thần quan sát sau này sinh ra từ sau ngự nữ ở phía nam, vừa đúng ứng vào sở quốc ta. Người nào mang thai ở hậu cung nhất định sinh bá chủ đó. Ý của ngươi là Bá Tinh sẽ hạ sinh ở hậu cung của Quả Nhân sao? Đứa bé sinh ra sẽ là bá chủ thiên hạ. Cho gọi Tuyên Vĩnh. Di thần bái kiến đại dương. Quả Nhân hỏi ngươi, thời gian này ở hậu cung có phi tần nào mang thai không? Bẩm đại dương, các vị tần phi không có ai mang thai hết. Nhưng mà... Nhưng mà thế nào? Có Hướng thị trong cung của Cử Cơ mang thai được 6 tháng. À, quả nhiên có người mang thai. Thương Ương vừa chết, kỳ pháp tất sẽ tàn. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta, Tần quốc, tất sẽ suy yếu. Bây giờ Bá Tinh lại xuất hiện ở sở quốc ta, càng quét 6 nước, cảnh nghiệp thống nhất thiên hạ, thấy được ánh bình minh rồi. Trời phù hộ đại sở, chúc mừng đại dương. Cử Cơ, ngươi đã biết tội chưa? Thần thiếp không biết. Ngươi dám bất kính với ta à? Dương hậu anh minh, có đánh chết thần thiếp cũng không dám. Ngày trước ta lệnh cho ngươi hủy bỏ chiếc áo gấm thiêu lưới mới đó của ngươi. Thần thiếp đã theo ý của dương hậu mà làm rồi. Nhưng ngươi dám lén lút phàn nàn với người hầu, nói bộ trang phục đó tốn nửa năm tâm huyết của thợ may. Ngươi dùng mọi thủ đoạn để mê hoặc đại dương. Ta phạt ngươi, ngươi vẫn còn không tâm phục. Dương hậu, chuyện gì? Cử Cơ, lùi xuống. Nói. Thị thiếp Hướng thị của Cử Cơ, cô ta đã có thai rồi. Đừng muốn nói đứa bé sinh ra sẽ là chủ thiên hạ, chính là Bá Tinh, đem lại hương thịnh cho đại sở. Đại dương nghe được tin mừng, trọng thưởng Hướng thị, phong cô ta làm phu nhân rồi. Bá Tinh, xã tắc đại sở này rõ ràng là của đại dương và con trai mỹ hoài ta. Đường muội đúng là ăn nói hàm hồ. Nhưng có vẻ như đại dương rất tin tưởng vào chuyện này. Xem ra trong hậu cung này lại sắp xuất hiện một nghiệt chướng tranh giành ngôi thái tử với con ta. Ý tưởng của dương hậu là thái y nào là người đã bắt mạch cho Hướng thị? Dạ, nữ y Tinh Chi. Ngươi làm nữ y, dạy học y thuật từ đâu, luyện từ sách nào? Tiểu y từng học y thuật của người Tần Việt. Trong sách học qua có Nội Kinh, Linh Xu, Thái Dẫn, Thai Sản. Tính tới nay đã trị được hơn 130 loại bệnh phụ nữ, trợ đỡ sinh hơn 40 ca. Người Tần Việt có phải là biển thước hay không? Tài nghệ của y sư cao siêu, vì vậy thời đó người lấy tên biển thước là danh xưng. Thầy giỏi ắt phải có trò giỏi. Có lẽ y thuật của ngươi cũng không tồi. Ngươi có biết nơi này là đâu không?
và là ẩn cung ở trong cung. Dùng để làm gì? Nơi tạo thai giám. Nghe nói ngươi có một đứa con trai tên là Tân Nhi, năm nay mấy tuổi rồi? Dạ không dám phiền Dương hậu hỏi thăm, thằng bé đã 7 tuổi rồi. Đại mạo. Có nô tỳ. Đúng lúc ta thiếu thái giám lanh lợi. Ngày mai ngươi đưa Tân Nhi vào cung đi. Dạ. Tân Nhi thấp hèn, sao có thể hầu hạ Dương hậu được? Cứ quyết định như vậy đi. Dương hậu. Người ta thường nói phụ nữ mang thai tức là giai đoạn sinh tử. Ta hỏi ngươi, ngươi đã nói đỡ đẻ được hơn 40 thai phụ. Vậy trong số những thai phụ đó, bao nhiêu người sinh dễ, bao nhiêu người sinh khó, và có bao nhiêu thai nhi đã chết sau khi sinh ra vậy? Chuyện này mang thai rất nguy hiểm. Thường thì một nửa sẽ dễ sinh, một nửa sẽ khó sinh. Thai nhi chết cũng một nửa. Nhưng trong cùng khác với nhân gian, mọi việc đều được chuẩn bị. Nữ y có sự đủ chuẩn rồi bị. Cái đó ta biết hết. Mang thai rất nguy hiểm. Thường thì có một nửa dễ sinh, một nửa khó sinh. Thai nhi chết cũng một nửa. Vậy không nhiều người sinh dễ là thường thấy sao? Ta giao Hướng thị cho ngươi đó. Ngươi yên tâm, nếu như có sai sót gì thì cũng không trách tội ngươi đâu. Dương hậu, tiểu y học y là để cứu người. Ngươi muốn dùng y thuật cứu người hay muốn ta đón con trai của ngươi vào cung? Ngươi tự quyết định đi. Hướng phu nhân, đã tới giờ uống thuốc. À. Nào. Thuốc hôm nay sao không giống mọi khi vậy? Thuốc có mùi hơi khó chịu. Có lẽ Dương hậu lệnh đổi phương thuốc mới. Phu nhân chỉ việc uống thôi. À. Nữ y à, Hướng phu nhân vừa ăn sáng xong, vị thuốc này sẽ làm phu nhân đầy bụng đó. Bà cứ để thuốc ở đó đi, đợi lát nữa nô tỳ sẽ cho phu nhân uống. Phu nhân phải uống thuốc đúng giờ, nếu quá giờ thì hiệu quả của thuốc sẽ kém đi. Khoan đã. Bái kiến cử cờ. Đây là thuốc cho Hướng phu nhân sao? Dạ đúng. Hướng phu nhân đang mang thai bá tinh, người làm hưng thịnh sở quốc không thể có gì bất trắc. Ta vừa bẩm báo đại dương, kể từ hôm nay trở đi, toàn bộ thuốc của Hướng phu nhân sẽ do ngự y bốc. Việc bốc thuốc, sắc thuốc bắt buộc phải do Vĩnh Hạng lệnh giám sát. Dạ. Chén thuốc bể rồi. Kể từ hôm nay cho tới khi sinh đứa trẻ ra, cô sẽ sống cùng ta trong chủ điện của Dân Mộng Đài. Đây là giường của ta, cô cứ nghỉ ngơi đi. Thị thiếp không dám tùy tiện. Kêu ở thì cô cứ ở đi. Nếu cô hạ sinh được bá tinh, thân phận của cô sẽ cao quý hơn ta, hoặc là có thể còn cao quý hơn cả Dương hậu. Nhưng mà không nhân nhị gì hết. Ta làm như vậy đều là vì muốn tốt cho cô. Phu nhân, đây là chén thuốc mà nữ y chí vừa mới làm bể, nô tỳ đem tới rồi. Đạm trúc diệp, toái cốt tử. Ngươi làm bể được chén thuốc này, nhưng không làm mất được mùi vị của nó. Chén thuốc này tự nhiên lại bể, thật đáng tiếc. Cô đang tiếc nó không hại được tính mạng của con cô sao?
Nghĩa là sao? Đạm Trúc Diệp tính cam đạm hàn, bình thường uống vô thanh nhiệt lợi tiểu. Nhưng nếu phụ nữ mang thai uống thì lập tức sẽ bị sảy thai ngay. Nó còn có tên gọi khác nữa, là toái cốt tử. Xương cốt còn có thể bể, nói khó nghe hơn là có thể hại tới thai nhi. Là ai muốn hại thần thiếp vậy? Cô nói coi, lẽ nào là nữ y chí? Tôi với bà ấy không thù không quán mà. Đương nhiên không phải bà ta rồi. Vậy thì có thể là ai? Thị thiếp địa vị thấp kém, trước giờ trong cung sống rất biết điều, chưa từng đắc tội với ai. Không cần cô phải đắc tội với ai hết. Người này một tay che trời, phụ nữ trong cung ai có thể sống ai có thể không sống đều do người này quyết định hết. Cô không cảm thấy lạ sao? Làm sao ta có thể biết rõ ràng như vậy? Vào 5 năm trước, ta cũng được uống một chén thuốc tương tự như vậy. Tiểu y đã thử rồi, không thành công. Vậy thì thử lại. Nhưng rất khó. Ngươi là nữ y giỏi trong cung, chắc chắn sẽ có cách. Nhưng mà tai mắt ở bên cạnh Hướng thị rất nhiều, không thể ra tay được. Ý ngươi muốn nói việc nhỏ này ngươi không làm được? Được rồi, ta có thể đổi người. Nhưng mà ngày mai đành để tân nhi của ngươi vào cung phục mệnh thay ngươi. Không, Dương hậu, ý của thần chỉ là trước mắt thôi. Trước mắt? Dạ phải, chỉ là trước mắt chưa có cơ hội thích hợp. Việc này đừng gấp, sẽ có cơ hội cho ngươi thôi. Ba tháng sau. Đại Dương. Dương hậu tới đây có việc gì? Hướng phu nhân sắp lâm bồn. Hướng phu nhân đang mang thai bá tinh, là điềm lành của nước Sở chúng ta. Thần thiếp sợ rằng hướng phu nhân không đủ phúc trạch chế ngự không được bá tinh, cho nên rất muốn hướng phu nhân sinh nở cho thần thiếp ở trong cao đường đài, để thần thiếp ở cùng với hướng phu nhân, đồng thời mời thầy Pháp nhảy để cầu phúc bên ngoài. Nam có thể nghĩ tới đại cục như vậy, quả nhân rất yên tâm. Vậy cứ làm theo lời của nàng đi. Cơ hãy dừng bước. Ta ở cùng với hướng phu nhân, xin hãy cho ta vào. Ta có thể giúp được hướng phu nhân, có lúc sẽ cần người giúp đỡ. Đây là tẩm cung của Dương hậu. Lúc hướng phu nhân lâm bồn thì chỉ có nữ y và Dương hậu mới có thể ở bên cạnh hướng phu nhân. Đây là ý của Dương hậu. Cũng là ý của Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương ở bên trong nghị chính với các đại thần, không được gọi thì không được vào. Nè Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương, cử cơ xin cầu kiến. Đại Dương tha mạng, thần không cản được phu nhân. Nàng tới đây để làm gì? Ra ngoài. Đại Dương, thần thiếp là dì Bá Tinh. Bá Tinh? Hướng phu nhân sinh Bá Tinh, nguy hiểm rình rập, liên quan tới tính mạng. Hơn nữa việc này có liên quan mật thiết đến đại nghiệp thống nhất thiên hạ của Đại Dương. Khẩn xin Đại Dương đích thân tới bảo vệ mẫu tử trong cung bình an. Cử cơ đâu? Cử cơ ở đâu vậy? Hướng phu nhân, ta muốn trở về Vân Mộng Đài. Hướng phu nhân, xin hãy nằm yên. Hướng phu nhân sao rồi? Mạch tượng của hướng phu nhân đập rất nhanh,
sắp lâm bồn rồi. Ngươi còn nhớ ngươi nói gì với ta không? Phụ nữ sinh nở rất nguy hiểm, sẽ có một nửa là lưu thai, một nửa là sinh khó, một nửa là thai chết. Cơ hội trước mắt tới rồi, đi đi. Đại dương tới! Đại dương! Hướng thị sao rồi? Đại dương! Phụ nữ lúc sinh có rất nhiều máu, đại dương cao quý như vậy sao có thể? Nàng nói mau, nàng ấy sao rồi? Nữ y nói thai nhi khó sinh, chỉ e là lành ít dữ nhiều thôi. Đại dương! Truyền lệnh quả nhân, nhất định phải bảo vệ bá tinh của đại sở. Nữ y đang cố gắng, nhưng mà sống chết có số. Đại dương, xin hãy để thần thiếp vào trong xem thử. To gan! Chúc mừng đại dương, bá tinh đã chào đời rồi. Chúc mừng đại dương. À, mau bế đứa trẻ ra đây để quả nhân xem. Nào, để quả nhân ngồi bá tinh nào. Chúc mừng đại dương, hướng phụ nhân đã hạ sinh cho đại dương một tiểu công chúa. Người nói gì? Rốt cuộc là hoàng tử hay công chúa? Bẩm đại dương, đích thực là công chúa. Sao lại như vậy? Bá tinh! Đây chính là bá tinh mà Đường Mũi nói à? Bá tinh như vậy thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đường Mũi to gan, người dám lừa gạt trẫm. Người nói với quả nhân có bá tinh giáng thế trong hậu cung, nhưng đứa trẻ sinh ra lại là một nữ nô. Đại dương, thần chỉ dựa vào tử vi coi, không hỏi nam nữ. Lẽ nào người muốn nói bá tinh là nữ sao? Âm dương lẫn lộn, sát khí xung thiên. Bá tinh nếu như là nam thì là may mắn của đất nước, nếu như là nữ thì e là... E là sao? Phúc họa khó lường. Nói như vậy, A Đầu này cũng có thể là tai họa, tuyệt đối không được giữ. Đại dương, thiên tượng đã rõ, không ai có thể thay đổi được. Nếu mà cứ nghịch ý trời, tất sẽ bị tai ương. Im miệng! Người khi quân phạm thượng, quả nhân cho người quan sát thiên tượng để mà xem ý trời. Người lại đi nói với quả nhân quả phúc khó lường à? Vậy thì ta đâu cần con mắt của ngươi. Người đâu? Đại dương! Móc mắt của hắn cho quả nhân, đầy ra biên cương, mãi mãi không được về Vĩnh Đô. Đại dương! Thiên dương chi khỉ năng bất thụ, thiên mệnh không được trái đối đại dương. Đại dương à! Đại dương, nghiệp chướng đó nên xử lý sao đây? Chẳng lẽ đúng là thiên dương chi, thiên mệnh không được trái sao? Thần thiếp thấy là nếu đã là thiên mệnh, vậy thì cứ để cho nó thuận theo ý trời là được rồi. Phu nhân, hoàng hậu có lệnh. Đứa trẻ này ra đời không phải là điềm may mắn, là chết hay sống do trời quyết định. Đem đi. Tôi xin bà, đừng có mang đứa con của tôi đi. Tôi xin bà, tôi xin mấy người đừng mang con của tôi đi mà. Đừng bà, trả lại con cho tôi. Con của tôi, con của tôi, con của tôi, trả cho tôi. Con trả lại cho tôi, trả cho tôi. Con của tôi, con của tôi, con của tôi, con của tôi. Chúng ta phải làm sao? Sinh ra là đứa bé gái, lại không phải là con trai.
có cũng như không thì có gì khác biệt? Con của tôi, con ơi, con ơi, con của tôi. Con à, làm ma rồi cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách con đầu thai sai chủ. Xem ra không cần biết nó có phải bá tinh hay không thì cũng có chút phúc duyên đó. Nàng nói xem. Đại Dương nói đúng. Đêm nay ánh trăng thanh khiết, vậy thì trẫm đặt tên cho công chúa là Nguyệt Nhi. Đại Dương, Nguyệt Nhi, công chúa nhỏ của mẹ, sau này tên của con chính là Mỹ Nguyệt đó. Bốn năm sau, thank you.
mẹ đang nhìn gì vậy? Mẹ nhìn cái điện chầu ở hướng nam. Vậy trong điện chầu có gì vậy? Có phụ dương của con. Lại, nhà ngươi lại. Không liên quan tới ngươi, bỏ ta ra, cho ta vô trong. Không được đâu, đi về đi. Bỏ ta ra, cho ta không được mà, đâu. Đi về đi, nhanh lên. Bỏ ta ra. Không được, ngươi mau về đi. Thật ra ngươi là ai vậy? Tự ta biết đi về. Nè, không được vào trong mà, đi về đi. Không được vào trong mà. Nè. Bỏ ta ra, nhỏ tiếng thôi. Nè, nhỏ tiếng không liên quan tới ngươi. Nè, 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 ai đang bên ngoài đó? Cho ta vô trong. Bẩm báo đại vương là một đứa con nít. Con nít nhai mà lại chạy tới đây? Tiểu nhân thất chức, thần lập tức đuổi nó đi ngay. Ê, bỏ đi, cho nó vào trong đây. Quả nhân cũng rất muốn xem là ai mà lại có lá gan lớn như vậy, dám xông vào đại điện của quả nhân. Dạ. Con là ai vậy? Người là ai? Con đoán xem. Người là đại vương. Vậy còn là ai? Người thử đoán xem. Con nhất định là công chúa của quả nhân. Nhưng mà con là cô công chúa nào của ta? Phụ vương biết mà. Quả nhân không có biết. Quả nhân có mười mấy cô công chúa lận. Đứa trẻ này tính khí cũng lớn thật. Tên con cũng do phụ vương đặt mà. Thì ra là con. Quả nhân biết rồi. Tiểu Bá Tinh, không ngờ con cũng lớn như vậy rồi. Con cũng đâu có ngờ được. Con không ngờ được chuyện gì? Lúc đầu con tưởng phụ vương là một con hổ lớn. Quả nhân thì sao lại là con hổ được? Con hổ là đại vương mà. Ông cũng là đại vương. Được rồi, thì cứ xem quả nhân là một con hổ lớn đi. Ngài đứng lên đi. Tại sao? Ngài đứng lên đi. Con đang làm cái gì vậy? Mẹ nói mong con hổ không có sợ được. Ê, mông của con hổ sợ được đây nè. Ây da. Nè, con sờ vào chỗ này đi, xem là não của con hổ có sờ được hay không. Não của con hổ cũng sờ được đây nè. Riêng của con hổ cũng sờ được luôn. Lỗ mũi con hổ cũng sờ được. Phụ vương, người đi coi mẹ của con đi. Mẹ của con à? Mẹ con là Hướng phu nhân. Mẹ nhớ người lắm á, ngày nào cũng nhớ.
Sao con lại biết? Bởi vì ngày nào mẹ cũng đứng ở trước cửa, cứ nhìn về hướng này của phụ vương mà không nói gì hết. Nhưng mà tối nay quả nhân đã hứa qua chỗ của hoàng hậu để ăn cơm rồi. Được thôi, quay về nói với mẹ của con, đêm nay quả nhân sẽ đến. Dạ, người nói phải giữ lời á nha. Được rồi, bây giờ quả nhân đang bận chính vụ rồi, con tự mình đi chơi đi. Dạ. Ê, để chút. Phụ vương nói cho con biết một bí mật người khác không biết. Phía sau đại điện có một cái cửa nhỏ, sau này con cứ ra vào ở đó, không có ai ngăn cản con đâu. Dạ. Phu nhân, đại dương đến rồi. Thần thiếp bái kiến đại dương. Miễn lễ. Thần thiếp đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, mong đại dương tha tội. Sao vậy? Nguyệt Nhi không nói nàng biết tối nay quả nhân đến đây à? Lời của trẻ con thì làm sao mà tin được. Vậy lời của quả nhân thì tin được rồi phải không? Sao nàng lại khóc? Thần thiếp vui quá. Quả nhân đã quá bỏ bê nàng rồi. Phu nhân, đại dương đã đến chỗ của hướng phu nhân rồi. Đại dương đến chỗ của hướng thị sao? Là nô tỳ tận mắt chứng kiến. Đã hơn 4 năm rồi, Dương Mộng Đài này cũng đã sắp thành lãnh cung luôn rồi. Không biết đại dương hôm nay tự nhiên sao lại nghĩ đến Dương Mộng Đài chứ? Đại dương không phải nghĩ đến Dương Mộng Đài, mà là nhớ đến hướng thị. Có con thì cũng sẽ tốt hơn, ít ra đại dương cũng sẽ vì đứa con của mình mà đến thăm mẹ nó.